Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta xin chào mừng giao lưu với lại chú Phùng Khánh Dư. Phùng Khánh Dư ở Linh Bình. Cháu chào chú ạ. Xin chào Nguyễn Thọ nhá. Vâng. Chú ơi, hôm nay là lần đầu cháu đến vườn, nhưng mà phải nói là choáng ngợp với cái vườn của chú. Đấy. Đấy, toàn những hàng khủng thôi. Đấy. Đây chú giới thiệu với cháu là đây, cái cây này của chú này. Đây. Úi giời. Để cháu chụp kiểu ảnh này mới ác. Đây một cây, đây là một cây. Đây chú ơi, xanh này xanh gì chú? Cây này là năm điền. Xanh năm điền. Úi, xanh năm điền khủng này. Tác phẩm này có thể chú đặt tên cho nó, mà xin mọi người góp ý xem chú định chọn cho nó cái tên là, nó là dáng trực văn nhân. Vâng. Mà nó to này chú định đặt cho nó là đại văn nhân. Đại văn nhân hoặc là quan thượng thư đi chú. Đấy. Rồi lý do đây, đây là một cây trực, một người, cái người văn nhân rất là thẳng tính. Hai là chú có cái tay rơi kìa. Đấy, cái tay rơi đấy là tay của người văn nhân, tức là cái một cái tay đưa xuống để nâng đỡ những người bên dưới mình, phải không chú? Đấy, đúng nghĩa của nó là như vậy. Tức là một cái tay đưa xuống để nâng đỡ, đấy, che chở, nâng đỡ cái chở từ những người thấp nhất lên cái người cao ở bên dưới mình. Đấy, đẹp. Cây này của chú khả năng phải cao đến 2m3 đến 2m5. Đây tay của chú là 2m đây. Vâng, thì gọi là cây này cao 2m3 đến 2m5. Cái tiếp theo là cây của chú nó côn từ gốc đến ngọn luôn. Bông bóng thì chú vẽ đẹp rồi. Và hai là ở bên dưới là có tử. Cái bộ bệ này của chú thì phải nói là hàng khủng luôn. Từ cái bệ và cháu lấy cái tay rơi và đến cái cành phóng và đến cái ngọn của nó là đúng đủ 3 nhịp. Vâng. Nó lên ngọn. Bệ này. Đây là tử đúng không chú? Đây là tử. Vâng. Đây quý vị này. Một cái tay rơi rất là điệu đà. Tay rơi này thường là ở các cái cây văn nhân. Đúng rồi. Cây văn nhân để đưa xuống để che chở, dẫn dắt người thế hệ tiếp theo. Và những cây văn nhân bình thường thì cái tay rơi, cái cành rơi nó là chính, nhưng mà cái này nó lại là phụ, mà cái này nó lại có cái cành phóng. Cành phóng cái tay hoành này, đây nó mới là chính, đây nó mới thể hiện được cái văn nhân, mà nó khác với cái trung văn nhân, tiểu văn nhân ở như cái chỗ này. Trồng bóng đẹp không? Đấy, nó có cảnh phóng rất là đẹp. Vâng. Đẹp chú ạ. Cây này khuôn thì quá đẹp. Đấy. Xong cái ngọn của nó lên, nó ngoáy, nó lắc đủ 3 nhịp. Đấy. Đây là cho phóng to xem này. To cái ngọn này. Đấy, cái ngọn cái cổ của nó này này. Cháu quay để cho luồn quay sang đây, nó nhìn thấy đủ 3 nhịp nó lên. Đấy, nó ngoáy đủ 3 nhịp luôn. À, cái da của xanh Nam Điền nó đẹp nhỉ. Ừ. Đây là nó nổi cây xanh chú, nó nổi màu đồng hết. Cây này mình chăm, mình nó vẫn còn đang thiếu một số nên mình chăm nó non lại nhiều. Cây chỉ có tuổi của nó không phải như cái màu hiện tại bây giờ. Vâng, vâng. Tuổi của nó hơn với cái màu hiện tại bây giờ rất nhiều. Không, cái cây này của chú là khéo phải lên 5 màu ấy. Ừ. Nổi 5 màu ấy. Đây gọi là ngũ sắc đây này. Đấy. Màu đồng này. Ờ. Màu xanh này, màu trắng này. Này, màu trắng này. Đấy, đây những màu xem vàng đỏ đi của nó có cả. Màu vàng, màu đỏ, màu chú cứ tu luyện một thời gian nữa thành bảy màu thì là đẹp. Đây những cái rễ của nó đang nổi cái sống trâu này. Vâng. Bởi vì là những cây của chúng nó già nên bây giờ là ra chỗ nào nó vẻ lên luôn. Đấy. Sống trâu với cái vẻ đây. Vâng. Móng này là móng rồng này. Cây này của chú đẹp đấy.
Cháu chúc mừng chú. À chú ơi, cháu thấy ở bên hai bên cây văn nhân này chú xếp đặt gọi là đây là cái chú bộ này, chú có một đôi long. Bộ này đẹp luôn bởi vì là hai con long chầu cây văn chầu nhân. Chầu đại văn nhân. Đại văn nhân, tuyệt vời đúng không? Đây chúng ta sẽ sang xem đến cái cây long này. Long của chú như là long cốt một nhỉ? Đây là long một. Vâng. Là cốt một thịt đấy. Vâng, một thân. Nhưng mà phải nói là đây là hàng của chú, hàng hiếm đấy. Đây của chú, riêng cái đôi long của chú là trời phú cho cái dáng của nó. Cái cung này của nó gọi là cung C. Vâng. Của người ta nó càng phát triển thì nó thưỡn lên, nhưng mà cái này của chú nó càng phát triển nó thì vẫn nó giữ càng được nguyễn cái cung này. Vâng. Đây mà cái bệ kinh khủng, cái chân bệ của nó. Hai cây giống nhau 1910. Vâng vâng. Tức là chỉ cần quay một cây thôi là. Mà của chú nó đặc biệt có cái là một đôi nó giống nhau gần như hai giọt nước. Vâng. Này quý vị nhìn cái bệ này. Đây, cái bệ của nó. Bệ trông kinh không này chú ơi. Đây. Đây gọi là cái sống trâu. Kinh khủng. Mình chơi cây thì không bao giờ mình cái cuộn này này chú này. Như là một cái không bao giờ mình đục chặt các cái này, nhưng mà bây giờ người ta đục chặt đi sau nó mất không, cái chú phải giá trị. Sau nó mất giá trị có cái gọi là cái sống trâu. À. Sống trâu này người ta ví với cái vì cái con trâu nó già đến mức độ nó gầy guộc, nó nổi cái đường sống lưng giữa lên. Vâng. Đây tử đẹp này. Đây cái cung long của chú đây. Đẹp không? Các cái tay của nó rất đều. Đều. Tay 1 to hơn tay 2, tay 2 to hơn tay 3, nó rất đều. Mảng miếng rõ ràng. Cháu thích nhất cái tác phẩm chú là cái bộ bệ này thì chân bệ. Quá quý hiếm. Bây giờ mà chú đục nó mất tiền luôn. Riêng các cái nhát đục vào cây này vì nó là cây cổ mà chú. Không, mà cây nào chú cũng không thích đục. Vâng. Đấy là quan điểm chơi cây của chú. Bởi vì mọi người sợ là Nam Điền nó béo. Ừ. Nhưng mà bản chất khi nó già ấy, nó xị ra. Khi nó già à. Thì nói chung người ta cứ cướp ăn cắp cái tuổi, chứ còn thực sự là khi mà cây nó già nó mới biến hóa được. À. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây. Chúng ta sẽ sang xem xong cây thứ hai, cây long thứ hai. Đây để cháu view lại tổng của cây này đã. Đấy đẹp không quý vị? À, một cái form rất là cân đối giữa cái độ to của cây và cái độ rộng của bóng, cái độ cao. Đấy. Cây này nó cân đối chú ạ? Ừ, nó rất cân đối. Đây cháu lên hình thì khá là cân. Đấy, nó cũng to cao đấy nhưng mà nó đứng gần với cây đại văn nhân này nhìn nó vẫn chưa to. Đấy. Đây để cháu view lại tổng xem là được 3 cây không. Đây chúng ta sẽ sang chú ơi, chúng ta xem vườn chú ấy có đưa cháu nó xuống. Chương trình sang nay nó đưa về mà nó đưa về vườn anh em chú cháu mình. Cái bộ bạ bên này em còn thấy cái độ vẻ còn khủng hơn. Chú ơi, đây. Cái bộ vẻ này còn khủng hơn. Đây, đây, thật đấy. Đây nó vẻ đây mà đây, đây cái bạnh của nó đây, cái gang của chú đây. Nếu mà lên đến đỉnh này là ngót 20 phân của cái vẻ này. Vâng, này, trông nó xị vào kinh nhỉ. Đấy. Đồ này chắc của chú hàng hiếm quá. Chú có đưa cây này đi triển lãm bao giờ? Cây này chú chưa đưa đi. À, tất cả cái bộ cây này của chú chưa đi đưa ra ngoài. Bây giờ mà bộ lâm này của chú mà dựng một hàng thì ở triển lãm thì nó sừng sững luôn. Ừ, chắc là cũng hơi hiếm. Này chú nhây, nó cuộn nó chạy này. Đấy, nó cuộn. Đây này, những cái sống trâu. Đây này, nó về. Trên này thì da như da voi. Ừ.
Cháu xin chúc mừng chú. Cảm ơn. Phùng Khánh Dư đã sở hữu bộ ba phải nói là tuyệt đỉnh ấy. Tuyệt đỉnh. Đẹp. Mà hai là có những cái nét quý mà để mà luyện được như của chú chắc khó quá. Xin chúc mừng chú, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.